Quỳnh Thư mượn chuyện Hòa Minh Di để đá xéo ai đó cố tình tạo ra drama ly hôn để lấy lòng Thương Hải. Trong lúc cộng đồng mạng đang xôn xao chuyện Hòa Minh Di chia tay, thì Quỳnh Thư, người tình tin đồn của chồng Diệp Lâm Anh, đã có phát ngôn gây tranh cãi. Nữ diễn viên mượn chuyện Hòa Minh Di chia tay, khen nữ ca sĩ cư xử văn minh nhưng lại như đang cố ý đá xéo người nào đó cố tình tạo ra drama. Nhiều người cho rằng Quỳnh Thư đang ẩn ý nhắc tới Diệp Lâm Anh vì thời gian qua cô bị đồn là người thứ ba xen vào gia đình cựu người mẫu. Sau sự chia ly, chắc chắn rằng ai cũng sẽ có nỗi đau, nỗi buồn. Đúng sai, ai trong mỗi câu chuyện đều có. Nhưng cách mà cô ấy chia tay văn minh trong từng chữ viết, nhìn nhận được vấn đề của cả hai, không cố tình dựng lên một vở kịch drama để lấy lòng Thương Hải như thế này, thì cho cô ấy thật nhiều điểm cộng, Quỳnh Thư ẩn ý. Trước đó, Quỳnh Thư nhiều lần ẩn ý, đăng bài mỉa mai ai đó trong câu chuyện tình cảm tay ba, nhưng đều bị cộng đồng mạng chỉ trích. Liên quan đến Hòa Minh Di, sau nhiều đồn đoán từ netizen thì đích thân Hòa Minh Di đã lên tiếng xác nhận chia tay với bạn trai thiếu gia. Thông tin này không khỏi khiến nhiều người cảm thấy sốc và tiếc nuối. Lý do là vì trong suốt gần 5 năm yêu nhau, cặp đôi đã có với nhau một thiên thần bé nhỏ là bé Bo, đồng thời cả hai luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào. Bên cạnh đó, dù chưa kết hôn nhưng trước giờ, Hòa Minh Di vẫn được liệt vào danh sách các nàng dâu hào môn hạnh phúc nhất, bởi lẽ cô luôn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ nhà chồng, hay nói chính xác hơn là nhà bạn trai. Mới đây, cư dân mạng cũng đào lại một phát ngôn cũ của mẹ thiếu gia Minh Hải, tức mẹ chồng Hòa Minh Di, chứng minh mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu giữa cả hai cực kỳ tốt đẹp. Theo đó, vào khoảng tháng 8 năm 2021, thiếu gia Minh Hải từng chia sẻ đoạn hội thoại với mẹ mình, trong khi bản thân vẫn đang mắc kẹt tại Úc vì dịch. Theo đó, mẹ của thiếu gia đã chia sẻ rất xúc động về cháu nội mình, tức bé Bo. Bo của bà nội lớn lên sẽ là một người đàn ông chân thành ấm áp, con sẽ gặp được một người phụ nữ tuyệt vời, luôn biết chia sẻ và nâng khăn sửa túi cho Bo sau này, để Bo yên tâm vào phát triển sự nghiệp, giúp đời giúp người và Bo luôn được hạnh phúc viên mãn, bà viết. Không những vậy, mẹ chồng Hòa Minh Di còn động viên con trai cứ yên tâm công tác, còn chuyện ở nhà đã có bà nội lo. Bố Bo bên ấy giữ gìn sức khỏe, yên tâm phát triển sự nghiệp, Bo ở nhà đã có bà nội luôn đứng bên cạnh gia đình Bo nhé. Trước đó, Hòa Minh Di cũng không ít lần nhắc đến mẹ chồng mình bằng những lời có cánh. Cô cho biết mình không chỉ được chồng yêu mà mẹ chồng cũng rất thương, ăn ở, đi lại xe cộ hay bất cứ thứ gì đều không phải nghĩ ngợi gì. Cô còn gửi lời cảm ơn mẹ chồng đã luôn thấu hiểu và bỏ qua sự phức tạp trong ngành nghề của mình. Thậm chí nữ ca sĩ khẳng định bà và con trai luôn ủng hộ, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để mình chạm đến ước mơ. Hiện tại, sau khi Hòa Minh Di xác nhận chia tay Minh Hải, trên mạng xã hội, nhiều chị em chia sẻ lại hình ảnh chiếc bụng bầu của nữ ca sĩ ngày mang thai con đầu lòng. Đây chính là những hình ảnh Hòa Minh Di đích thân chia sẻ vào hồi tháng 9 năm 2021. Những vết sạn lớn trên bụng Hòa Minh Di khi mang thai bé Bo làm ai nấy đều xúc động. Trong lần đầu tiết lộ khuyết điểm cơ thể, Hòa Minh Di thổ lộ, mẹ hạnh phúc khi có Bo, mẹ hạnh phúc luôn với những vết sạn chằng chịt đầy bụng, tự tin lên nào các mẹ bỉm. Hiện tại dù đã sử dụng 7.749 loại thuốc trị thâm, nhưng vòng eo của nữ ca sĩ đã không còn đẹp như trước kia mà xuất hiện rất nhiều vết nứt da do cơ địa thay đổi trong lúc mang bầu. Thế mới thấy phụ nữ hy sinh nhiều thế nào khi mang thai và sinh con.